Trên thị trường hiện nay, khi tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở đã được hoàn thiện, có pháp lý chuẩn chỉ, luôn nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Bởi đây là các dự án có thể vừa bảo toàn vốn, vừa sinh lời bền vững. Xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, bởi với các căn hộ hoặc biệt thự nghỉ dưỡng là những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu du lịch cùng khả năng đầu tư sinh lời, tạo nguồn thu nhập thụ động. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết, chính sự bùng nổ về ô tô đã khiến các dự án nghỉ dưỡng gần trung tâm kinh tế tài chính trong khoảng 2 giờ lái xe càng trở nên hấp dẫn vì thuận tiện đi về hoặc phục vụ các chuyến đi ngẫu hứng trong khoảng thời gian ngắn này. Dự án Le Pamir thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại các gia đình Việt bởi lợi thế từ vị trí đắc địa gần bãi biển Hồ Tràm, đi kèm với các thế mạnh như phong cảnh hài hòa của biển xanh, nắng vàng, khí hậu ấm áp, hệ tiện ích hoàn thiện. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dự án mở bán, tuy nhiên Le Pamir Hồ Tràm là một cái dự án rất là khan hiếm bởi vì đã xây xong, hoàn thiện, đưa vào hoạt động mới mở bán. Thì điều này minh chứng cho việc uy tín và tiềm lực của chủ đầu tư, giúp cho khách hàng như tôi tin tưởng, an tâm khi mà đầu tư về sản phẩm này. Theo đó, Le Pamir gồm 12 villa và 45 condotel đã đi vào vận hành từ tháng 10 năm ngoái. Công suất lấp đầy luôn đạt 70-80%. Hiện dự án đang được chào bán giá thị trường với nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt về tài chính. Tôi rất ấn tượng về dự án là vì sự tâm huyết của chủ đầu tư trong việc chăm chút tỉ mỉ về thiết kế, không gian sống theo hướng second home, chứ không chỉ là dừng lại ở một mục đích thương mại. Đón đầu xu hướng đầu tư ngôi nhà thứ hai đang là sự lựa chọn của những nhà đầu tư thông thái và được gói gọn trong các nhu cầu nghỉ dưỡng hạng sang, pháp lý vững vàng, linh hoạt cho thuê. Đây cũng chính là phong cách sống thời thượng và hiện đại mà các gia đình Việt đang hướng tới.